Rồi, thầy trò mình tiếp tục cái chuyên đề thứ hai cả nhà. Đấy, chúng ta bắt đầu. Chuyên đề thứ hai đó là thuốc hạ glucose máu. Thuốc hạ glucose máu. Nào, trước khi đi vào cái vấn đề cơ thầy nói tí, thầy lưu ý các em đi. Thuốc hạ glucose máu thì mục đích để điều trị gì các em? Đương nhiên là điều trị đại tiểu đường rồi. Nhưng mà các em để cho thầy thì nhớ cái câu chữ là để ra thuốc hạ glucose máu thì mục đích chính đó là gì? Điều trị tăng glucose máu. Vì sao phải nói vậy? Vì sẽ có một số bệnh nhân không phải đại đường mà tăng glucose máu. Các hiểu không? Thì trong trường hợp đó chúng ta điều trị để làm hạ glucose máu. Còn điều trị chính của thuốc hạ glucose máu chính là điều trị đại đường. Vì thế vấn đề thì chúng ta hay quen gọi là như vậy thôi. Các hiểu thế nào? Và điểm thứ hai là về đại cương nó đại tiểu đường bây giờ phổ biến không đông em. Tỷ lệ rất là cao. Đại tiểu đường đối với Việt Nam bây giờ chiếm tỷ lệ từ 6,7-7% được em ạ. 6,7 là cách đây đã 3 năm rồi, người ta làm thống kê 2017-2018, thống kê hiện tại đến tỷ lệ 6,7% rồi. Đó là chưa kể cái dòng tiền đại tiểu đường nữa, dòng tiền đại tiểu đường nữa thì lại cao nữa. Cái thế nào? Đó là cái điểm nhất. Và đối với thế giới thì tới 415 triệu của bệnh nhân đại tiểu đường rồi. Và người ta tiên lượng dự kiến là tới 2030 thì có thể tăng lên từ gần 800 triệu bệnh nhân nào của bệnh đại tiểu đường. Nói như vậy để các thể tỷ lệ rất là cao, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai bây giờ cái mục tiêu điều trị đại tiểu đường nó khác cái ngày xưa từ thập niên 90 trở về trước thì đã cả hai cái điều trị nó hoàn toàn khác nhau. Trước đây thầy nói từ thập niên 90 trở về trước, 90 về trước thì mục tiêu điều trị đại tiểu đường đó là gì? Điều trị bình người đó điều trị bình đại tiểu đường, nghĩa thầy như vậy, điều trị bình đại tiểu đường nó tức là gì? Tức là một bệnh nhân bị bệnh đại tiểu đường thì ra các xét nghiệm với đường máu dài thì người ta dùng thuộc theo cái đường máu đấy và người ta bắt bệnh nhân ăn uống chế độ này nó vân vân kiêng cự theo cái thuộc đó. Thế đó nên có vì vài cái để đến lâm sàng cũng như cộng đồng có những đặc biệt các ôn về là tuổi là gì người ta rất ăn kiêng nên khi vào bệnh viện người ta nói nghe đâu người ta ăn kiểu ăn thì rau thì là thì cơm thôi còn người ta kiểu ăn hết nên có những bệnh nhân khi vào bệnh viện đường máu cực kỳ tốt nhưng em biết một vấn đề là gì đúng không là bệnh nhân sắp chết. Bệnh nhân sắp chết do gì? Do suy kiệt thuộc anh giờ xin lỗi do suy kiệt nên bệnh nhân có chất lượng sống đó do suy kiệt ăn được môi trường có năng lượng nó một tầng nên đó là cái nào điều trị trước đây nó không được hợp lý. Đương nhiên cái chuyện nó đúng sai được là vì y học chúng ta càng ngày càng phát triển hết các em nhớ như thế này. Còn bây giờ phương pháp điều trị mục tiêu điều trị bây giờ chúng ta sẽ đưa đó là gì? Nâng cao chất lượng sống cho người bị bệnh đại tiểu đường. Đó là cái mục tiêu mà để đạt được mục tiêu đó thì các em nhớ lại cho thầy cái câu chữ đó là cùng với câu chữ đầu tiên mà thêm một chữ thôi đó là cái gì? Trước đây là điều trị bệnh đại tiểu đường còn bây giờ là gì? Điều trị người bị bệnh đại tiểu đường. Như thế này thì những người bệnh đã đau đại tiểu đường thôi là khác em mà con tức là đồng nghĩa với cái gì? Một bệnh nhân đại tiểu đường thì có thể với hướng dẫn các bệnh nhân với chế độ ăn uống hoạt động giống như hoàn toàn bình thường. Đương nhiên phải dặn bệnh nhân là gì? Hạn chế chứ không phải là kiêng, hạn chế ngọt, hạn chế đường, hạn chế tinh bột và tăng vận động, hạn chế điều trị như đó. Thì với hoạt động và làm việc ăn uống bình thường như vậy, với một cái đường máu như vậy thì chúng ta dùng thuộc điều chỉnh cái đường máu đó. Như vậy đồng nghĩa là vấn đề gì cả? Bệnh nhân hoàn toàn với cuộc sống hoạt động bình thường có năng lượng để hoạt động hoạt bình thường và vẫn có gì điều trị thuộc đạo điều trị cho lâm sàng cho bệnh nhân nên là đồng nghĩa với gì cả chất lượng sống bệnh nhân vẫn rất là tốt cho bệnh nhân là như vậy. Đó là cái điểm thứ hai chúng ta cần phải lưu ý. Điểm thứ ba đó là trong điều trị đại tiểu đường bây giờ người ta dựa vào hai yếu tố rất quan trọng đó là thứ nhất đương nhiên là đường máu rồi đường máu để được điều trị hàng ngày và một yếu tố thứ hai xét nghiệm thứ hai rất quan trọng đó là gì các em HbA1c tức là hemoglobin gắn vào cái đường đó mà các em biết rồi cái hemoglobin đời sống của hoàng cầu là mấy bao nhiêu ngày các em rất là bền vững sống từ 80 đến 100 ngày đúng các em nên các em phải cái xét nghiệm HbA1c thì nhất ưu điểm là không liên quan với ai nào và thứ hai là gì xét nghiệm rất là ổn định rất lâu dài vì vậy là một xét nghiệm HbA1c thì sau 3 tháng mới có thể làm xét nghiệm lại nên bình dân nào mà làm xét nghiệm đúng 3 tháng mà trong nhiệm hội y tế thì bảo y tế xuất toán đi các em ạ nên sau này các em mà ra trường đi làm các cái sở y tế thì các em phải lưu ý cho thầy chỗ đó nó và cái chính cái xét nghiệm HbA1c ở người đại đường là 65%
chính xét nghiệm đó xác định bệnh nhân đái đường hay không, mức độ đái đường như thế nào, thời gian đái đường bao lâu, đáp ứng điều trị và bộ điều trị này đó, vâng, còn đường máu là thay đổi thằng này, như thế này vấn đề là như vậy. Vấn đề tiếp theo đó là về phân loại đái tháo đường. Ở đây ở trên slide thầy phân loại kém, hai phân loại đó, phân loại cũ thầy cố tình để thế các em. Trước đây thì vì vậy cái quan niệm trước đây người ta phân loại đái tháo đường hai nhóm dựa trên hai thể trên đó, hai thể trên slide bên đấy, nên vì vậy thì điều trị nó cũng theo cái phân loại đó nên làm cho sự khó khăn và không hiệu quả trong điều trị. Đó là gì? Đái tháo đường tiếp một là đái tháo đường phụ thuộc insulin, và đại tháo đường thứ hai là đại tháo đường không phụ thuộc insulin. Và chính vì cái vấn loại đó nên các biệt được cái là gì, nhưng bệnh nhân đại đường thứ một tức là đại đường phụ thuộc, đại đường phụ thuộc insulin, nếu người ta chỉ dùng insulin để điều trị thôi, cái này là vậy. Còn đại tháo đường thứ hai là đại tháo đường không phụ thuộc insulin, và vì người ta nói không phụ thuộc insulin thì tại sao dùng insulin đặt lúc có máu bằng đường ruột thôi, nên là cái này như vậy. Nhưng mà bây giờ mục đích điều trị là để làm gì, bằng gọi là đưa được đường máu bệnh nhân về sớm nhất có thể, về khoảng cách an toàn sớm nhất có thể. Đương nhiên an toàn của bệnh nhân đã được không phải bao giờ đưa về ở như đường máu về mức lý tưởng như người bình thường kiểu 64 đâu, cái mà đưa về như được thì nguy cơ hạ đường máu của mình rất là cao nữa. Thế nào đối với người đã bình thường thì 64 là đường, nhưng đối với người đã đau đường thông thường đại bệnh mà thì cái đường máu mà được an toàn theo quy định bộ y tế là 7-7.2 mmol là được rồi, chứ không phải cần đạt 64 đâu. Vì các biểu rơi đáng 64 và dưới 64 thì nguy cơ gì? Nguy cơ là hạ đường máu bệnh nhân đó, để thấy như vậy. Nên đó, cái mục đích đưa về sớm nhất có thể, nó về quả là lý tưởng là như vậy. Và thứ hai là gì? Cái phân loại đại tháo đường bệnh nhân và con hai thứ được bằng người ta chia làm bốn cái thể chính. Thể thứ nhất là đại tháo đường tuyệt 1 dựa trên bảng, thể thứ hai đại tháo đường 2, thể thứ ba là gì? Đại tháo đường thai nhẹ, đại tháo đường thai kỳ. Nào, và thể thứ tư là gì? Những cái bệnh nhân đã tăng lên đã đái tháo đường mà không do các nguyên nhân trên, như đái tháo đường do điều dùng thuốc, như corticoid hay một số nguyên nhân khác, thì người ta bổ vô trong cái nhóm thể thứ tư là như vậy. Ví dụ đái tháo đường nó thì nó đa rồi không vâng, thì người ta bổ vô như vậy, thì đó là cái điểm nhất trong bài cương. Điểm thứ hai là về phân loại đái tháo đường. Về phân loại đái tháo đường thì ở đây thầy giới thiệu với các hai cái phân loại chính. Thật ra 2 là 1, 1 và 2 là vì sao? Phân loại thứ nhất đó là theo cơ chế tác dụng thì có 4 nhóm chất. Còn có nhóm thứ nhất là gì? Insulin. Thứ hai là gì? Kích thích bài tiết insulin. Nhóm thứ ba là gì? Tăng nhạy cảm tế bào đối với insulin. Và nhóm thứ tư là gì? Thuốc ức chế alpha glucosidase. Đó là theo cơ chế tác dụng. Còn theo đường dùng thì có 2 nhóm chất. Nhóm thứ nhất đó là gì? Đường tiêm. Đường tiêm tức là gì cái? Insulin. Đường tiêm tức là insulin. Nào, và nhóm thứ hai là gì? Đường uống tức là gì? Gộp của ba nhóm phía trên gộp lại nhau. Ba cái loại thuốc uống phía trên gộp lại nhau thì gọi đường uống thôi. Nên cái thấy phân loại 2, 1, 1, 2 là vì như vậy. Cái đó là về cái đại cương của thuốc hạ glucose máu. Bây giờ thầy đi vào thuốc hạ glucose máu. Thuốc hạ glucose máu thì thầy tiếp được phân loại thứ hai là gì? Cũng là thuốc tiêm và thuốc uống. Và vì thời gian có hạn nên thầy chỉ giới thiệu cho các em về insulin được tiêm thôi, vì cả này liên quan đến việc em tiêm và những cái bệnh nhân có nhiều cái tác dụng hỗ trợ rất hay gặp trên lâm sàng, nên thầy sẽ dành thời gian để thảo luận về đó. Còn thuốc hạ glucose máu bằng đường uống thì các em về tự đọc thêm thôi, đương nhiên cũng được thầy hướng dẫn các bạn đọc, được chưa? Đó là như vậy. Bây giờ thầy đi vào insulin. Insulin là gì? Là một hormone thuộc nhóm polypeptide, rồi được bài tiết bởi tế bào beta đảo lăn các thứ tùy tạo một thứ tùy đúng không? Để cả đọc em học về từ năm một học ở mô phôi để có được này nó rồi sinh lý rồi để thấy nó nữa. Cấu trúc của một cái insulin gồm có hai chuỗi A và B dựa trên mặt hình đấy, nối với nhau bằng ba cầu nối disulfide, trong đó hai cầu nối giữa chuỗi A và chuỗi B và một cầu nối nằm trong chuỗi A. Và với những cái cấu trúc hoạt động như vậy nên trên lâm sàng người ta phân loại insulin thành ba cái lãnh đạo, ba cái cách phân loại chính. Phân loại quan trọng nhất hay lần đầu tiên đó là phân loại theo dược độc học. Theo dược độc học thì các em nhìn trên màn hình có 5 cái phân loại, nhưng thực tế trước đây chỉ có 3, trước đây chỉ có 3 phân loại chính thôi. Đó là phân loại cũng có insulin tác dụng nhanh, thứ hai là gì? Insulin tác dụng trung bình, và thứ ba là insulin tác dụng chậm với cái thời gian tác dụng kéo dài. Một số dược thầy giới thiệu trên màn hình các em đấy.
Nhưng mà sau này người ta sản xuất, người ta đưa vào thị trường thêm hai loại insulin để mà tiện dùng nữa, đó là insulin tác dụng mau, hay là có sắt là nghĩa insulin tác dụng cực nhanh, và loại thứ hai là insulin tác dụng hỗn hợp. Hỗn hợp là gì? Là phối hợp giữa insulin tác dụng nhanh và insulin tác dụng chậm. Gồm có trên thị trường có hai loại, đó là loại 30-70, tức là 30% nhanh, 70% chậm, và loại thứ hai là 40-60, tức là 40% nhanh và 60% chậm. Nhưng thông thường đối với thị trường Việt Nam chúng ta thì loại 30-70 đó là năm nhóm. Thế đi từng nhóm thì nói là như lưu ý cho các em. Vì sao từ cái người ta sản xuất insulin tác dụng mau, insulin tác dụng mau hay insulin tác dụng cực nhanh là vì sao? Để đặc thù cho một số bệnh nhân đưa máu quá cao, mà như một thể nói đấy, đưa càng sớm về mức lý tưởng càng tốt cho bệnh nhân. Hay là một trường hợp mà gọi là bị tiền nặng nề nhất của đại tiểu đường, đó là đại tiểu đường nhiễm cholesterol, đó là một cấp cứu vừa qua. Thì mục đích của điều trị đại đường nhiễm cholesterol thứ nhất là gì? Đưa đường máu về sớm nhất có thể, và thứ hai là gì? Loại trừ cholesterol ra khỏi cơ thể, loại trừ có thể tăng đào thải hoặc là gì giảm tổng hợp, thì chúng ta thấy là sao? Nên vì vậy trong trường hợp đó buộc phải dùng những insulin tác dụng rất nhanh. Nên trong trường hợp đó người ta dùng insulin tác dụng mau hay insulin tác dụng cực nhanh, đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai là loại hỗn hợp. Thế sau này còn nhắc cho mình chọn được cái từ đọc thôi. Loại hỗn hợp là vì sao? Vì nguyên tắc một bệnh nhân khi điều trị insulin thông thường có bốn mũi, bao gồm gì? Ba mũi nhanh, sáng, trưa, chiều và một mũi trung bình hoặc là thường thông thường là mũi chậm và chiều tối và tối. Nào, mà em biết rồi, kém đặc biệt em đang điều dưỡng nữa, sau này thì em sẽ tiêm bệnh nhân một ngày có thể 4 mũi. Mình vừa tiêm cho bệnh nhân đã mất thời gian thì hai gì? Khi tiêm thì em phải mất thời gian theo dõi bệnh nhân, không cần nhắc hai đến họ sao, đúng không? Đó là thứ hai. Và càng tiêm nhiều lần như vậy thì nguy cơ gì dịch tác dụng không mong muốn bệnh nhân rất là nhiều. Nên là với những điều đó, nên sau khi mà đường máu bệnh nhân cái điều trị ổn định xong thì người ta chuyển thành tiêm insulin tổng hợp. Thì khi tiêm insulin tổng hợp thì thông thường người ta tiêm hai mũi hoặc là chỉ có thể một mũi và phối hợp các thủ thuật khác với máu đường ổn định thôi. Thì nói như thế nào, tiêm ngay còn một đến hai mũi thì gì, nó vừa gì, vừa đỡ thời gian, vừa đỡ cái chăm sóc thực tế, đặc biệt là gì, nó duy trì đường máu được ổn định cho bệnh nhân. Thầy lấy như này, cái vấn đề giống insulin hợp thì cái 30% nhanh như vậy thì nó làm gì khác? Nó điều chỉnh đường máu cho bệnh nhân được ổn định, đúng không ạ? Còn 70% chẳng là gì? Nó duy trì đường máu bệnh nhân được ổn định trong ngày. Nên đó là một cái lợi điểm, và chính vì vậy cái thông thường bây giờ người ta dùng insulin hỗn hợp hay là insulin mixed nó hay gặp trên lâm sàng. Thì đó là phân loại thứ nhất, phân loại theo điểm đó học. Phân loại thứ hai đó là phân loại theo mức độ tinh khiết, và phân loại thứ ba là theo nguồn gốc. Theo nguồn gốc thì hiện nay trên thị trường Việt Nam chúng ta có ba loại insulin tiêm chính. Insulin thứ nhất đó là insulin bò, insulin thứ hai là insulin lợn hay là insulin heo gì đó được hết á, và thứ ba là insulin người hay còn gọi là insulin human ấy. Thật ra ba cái loại insulin này nó khác ở là gì các em? Cái nhìn thấy bảo đấy, các em thấy nó khác ở nhau, là gì? Cái cấu trúc ở cái phía sau thôi là chính thôi. Nên là đương nhiên insulin người là loại tốt nhất, đúng không em? Nhưng mà tại vì sao chúng ta phải dùng ba insulin song song này? Vì sao em? Thì suy cho cùng chỉ có một điểm thôi, đó là gì? Giá thành đó, đúng không em? Giá thành mình dùng insulin người hôm nay ai cũng biết tốt hết, nhưng mà giá thành năm sau mình nhân kiểu rồi, cái biết rồi, mình nhân đã đưa là người ta dùng thuộc suốt đời là một cái tầng tiến lắm, đúng không em? Thế còn người ta dùng một vài tháng, một vài năm chặt lại nghĩ thế mình dùng kéo dài cái thể đó, đặc biệt những người đã được đưa có làm cái thể đi được 50 lần tuổi nữa, cái để cho thầy như vậy. Nhưng trong đó cái insulin người một số tình huống bắt buộc phải dùng insulin người, ví dụ như thế này, dùng đại tiểu đường thai kỳ. Đại tiểu đường thai kỳ thì phải dùng insulin human, insulin người. Vì sao em? Tập sử dụng cho các em đi. Vì sao? Vì các em được rồi, khi dùng, nếu chúng ta được là dùng insulin bò hay lợn, đó là gì? Là gì biết? Gì biết đối với cơ thể của người chúng ta, đúng không? Nên khi vào nó sẽ sinh ra cả nguyên kháng thể đối với đứa trẻ. Và kể cả mẹ, đặc biệt đứa trẻ, thì nó cái gì? Có tổ cho mẹ và trẻ không? Đặc biệt cho trẻ không? Không. Vì vậy trong trường hợp đã được đưa thì phải chắc chắn phải sử dụng insulin. Thứ nhất là vì sao? Thứ hai, ba, nếu sử dụng insulin phải sử dụng insulin người hay là insulin human là như vậy. Thế thầy là vậy, đó là về cái phân loại. Thế đi tiếp qua phần thứ ba của insulin, đó là dược đồng học của insulin. Dược đồng học của insulin nó khá dài dòng. Vì vậy ở đây thì tóm được cho các em bốn hàm chữ xanh ở trên slide màn hình vậy.
cái hàm chữ sắn thứ nhất đó là insulin phải dùng bằng đường tiêm. Đường tiêm. Vì sao? Vì khi dùng bằng đường uống thì nó bị phân hủy bởi các enzyme đường tiêu hóa. Nên người ta phải dùng insulin bằng đường tiêm. Là vì như vậy, đó là thứ nhất. Đó là một vấn đề đó các em ạ. Insulin thực tế người ta đã dùng ở toàn cầu hơn 100 năm rồi. Nó dùng bắt đầu dùng từ năm 1917 và chính thức là năm 1919 là sử dụng. Đến năm 1922 là bắt đầu sản xuất được insulin người. Nó nhưng mà dư sử dụng cho vào chính thức đi là năm 1919 thì tới bây giờ đã hơn 100 năm rồi. Nhưng vẫn phải dùng đường tiêm thôi. Cái này là vì như vậy. Nó mặc dù gần đây người ta nghĩ rất nhiều để người ta sản xuất insulin đường uống. Nói thật các em, nếu mà cái nào sản xuất được insulin của cái đồng nghiệp đây thì các em sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho một nhân viên bị đại thương, giống như nhân viên áo thôi, thì sản nguồn viên insulin thì khỏe quá, đúng không các em? Nhưng mà thì khi đó thì càng chất lượng sống càng tốt nữa, là như vậy. Cái điểm dược đồng học thứ hai đó là thời gian mà bị ngắt, cái này tôi bảo đấy, 4 đến 5 phút thôi. Vì sao? Vì nó lưu hành chủ yếu ở thể tự do, không mang protein mà nó lưu hành được chuyển tiêu trên chủ yếu thể thì do mang protein nên rất là dễ bị phân hủy nên thời gian của nó cực ngắn như vậy. Cái điểm thứ ba đó là gì? 20-50% biến đổi sinh học xảy ra hàng ngày. Và điểm thứ tư đó là gì? 1-5% insulin nguyên chất ở trong nước tiểu. Nên là chỗ này nhìn mà thầy nói thêm một tí đó là bệnh nhân đã được đưa người ta sợ nhất đó là gì? Những biến chứng nặng nề của nó. Và một trong những biến chứng nặng nề của nó là gì? Bình thường đại tiểu đường, rồi bàn chứng đại tiểu đường và bình chứng mạch đại đường, cái tai biến của đại đường, đúng không? Đối với bình thường đại đường tức là những suy thận ở trên này của đại đường của đại do đại đường gây ra, thì trong trường hợp đó cái biến nó phải được insulin rồi không những là họ được uống vì thuộc hạ của họ uống gây ra độc lực và dễ xảy ra với họ cho bệnh nhân nên phải dùng insulin. Những khi dùng insulin thì mỗi lần bị do bệnh nhân suy thận thần hay nó thải ra khỏi cơ thể, nó không thải qua đường tiêu, nó còn tồn đọng trong cơ thể chúng ta khoảng 20% insulin, mà chúng ta cứ đưa insulin vào tiếp tục vào tới 1-5% insulin nguyên chất trong đường tiêu nữa, đồng nghĩa là gì? Tồn đọng insulin ở trong cơ thể nên nguy cơ gì? Nguy cơ hạ đường máu rất là cao. Vì vậy các em để ý những bệnh nhân chúng ta đã đưa đúng lúc mà dùng insulin theo gì? 6 bữa ăn để điều chỉnh đường máu sau bữa ăn thôi, cho nên không đôi lúc không giảm được đường máu vì nguy cơ gì hạ đường máu rất là cao. Đó là phần thứ ba về đường học. Thế đi vào phần thứ tư là cơ chế đặc dụng. Cái thôi phần dịch đường học tại có giải thích sơ rồi. Bây giờ các em nhìn trên cái sai màn hình, trên cái sơ đồ trên bà trên màn hình thì các em thấy rõ hơn. Đó là cái sắt đặc cây chính là phân tử insulin, thuộc insulin gắn vào receptor đặc hiệu của nó thì nó hình thành đến phức hợp insulin receptor đặc hiệu của nó và sau đó nó tác dụng lên cả cái mô đích, cả cái cơ quan đích là như vậy. Và với cái cơ chế tác dụng như vậy thì nó tác dụng lên những cơ quan quan trọng sau. Thứ nhất là tác dụng chủ yếu ở gan, như ở những trường hợp các thầy 20-50% trường hợp xảy ra ở gan mà. Nên các thầy ở đây thì tóm được là những hàm chữ sắt đặc cây để cho các thầy nhớ đấy. Ở gan thì nó có 3 tác dụng chính, đó là gì? Thứ nhất là ức chế tấm tạo gluco. Thứ hai là ức chế sự hủy glycogen. Và thứ ba là tăng tạo glycogen. Đó là gan. Thứ hai là ở cơ. Ở cơ thì có tác dụng chính là gì? Nhấp chuyển gluco thành glycogen. Thứ ba là ở mô mỡ thì có tác dụng gì? Ở tế bào mỡ tác dụng gì? Đó là ức chế enzyme triglyceride lipase. Và chính cái điểm này nhưng là thầy giải thích thêm một ý, đó là chính cái điểm này nó có phần giải thích cho cái cơ chế đại tháo đường nhiễm cholesterol luôn luôn phải dùng insulin. Vì sao? Vì như thầy nói đấy, đại đường nhiễm cholesterol đó là một cấp của người qua trong vòng 3 đến 10 tới 4 giờ mà không làm, không điều trị đảm bảo được thì bệnh nhân có thể nguy hiểm tính mạng. Thế nào? Và mục tiêu điều trị đại đường nhiễm cholesterol luôn luôn phải thực hiện được hai nguyên đạo, hai mục tiêu. Thứ nhất là gì? Đưa đường máu về sớm nhất, lý tưởng sớm nhất có thể. Và thứ hai là gì? Loại trừ ceton ra khỏi cơ thể bằng cách là gì? Hoặc là giảm tổng hợp, hoặc là tăng đào thải. Thì ở đây các em thấy bình thường cái enzyme triglyceride lipase nó tác dụng như nó xúc tác cái phản ứng chuyển triglyceride thành acid béo và glycerol và sau đó tạo thành ceton. Thì bây giờ khi ức chế cái enzyme triglyceride lipase này đồng nghĩa ức chế phản ứng đó không tạo thành ceton nữa,
đúng không? Và đó là lý do có phần giải thích trong điều trị đái tháo đường Boston luôn luôn phải dùng insulin là như vậy. Ngoài ba tác dụng trên thì ngoài ra có một số tác dụng trên khác, đó là gì? Giúp chuyển hóa giữa acid amin protein, đặc biệt là cái hạ kali máu đồ bào. Và chính cái tác dụng hạ kali máu đồ bào này nên lưu ý trên lâm sàng khi sử dụng insulin, nhớ tại hai điểm đó là gì? Khi dùng insulin thì kèm với tình trạng khả năng là gì? Bổ sung kali cho bệnh nhân và làm xét nghiệm địa đồ thêm cho bệnh nhân. Và kể cả thứ hai là gì? Người ta dựa vào đặc điểm hạ kali máu đồ bào của insulin này nên người ta dùng nó ứng dụng trong điều trị tăng kali máu với bất kỳ lý do gì. Nên các bạn đến sao một số bác sĩ cả thể khối chỉ định một số bệnh nhân bị đái đường đây nhưng mà chỉ định dùng insulin truyền tình mạch đồ này nó vâng thì các bạn qua lại và tăng kali máu chắc chắn là tăng kali máu các bạn nhé, nếu không phải là được là gì ạ. Rồi thế đi vào cái phần thứ sáu đó là về của insulin, đó là chỉ định dùng insulin. Chỉ định dùng insulin như đầu bài tôi nói, chỉ định bây giờ rất rộng rãi, mục đích làm gì để đưa đường máu về mức lý tưởng thì tôi nói đấy càng sớm càng tốt. Nên chỉ định insulin nó phải như đại đường tuyệt mục hai ngày xưa, nó không phải quan điểm nữa. Nên các bạn chỉ định ở trên bảng có 5 chỉ định chính, ngoài ra có một chỉ định thứ sáu không đưa vào thực thức nhưng bây giờ rất hay sử dụng trên lâm sàng thì tôi nói sao. Nào, chỉ định thứ nhất đó là bệnh nhân thiếu insulin tức là đã có đường tuyệt mục thì hiện nhiên rồi. Điểm thứ hai đó là diệt độc quan tức là đái tháo đường nhiễm cholesterol thì đương nhiên là điểm thứ ba đó là đái tháo đường tuyếp 2 ở phụ nữ có thai. Vì sao đái tháo đường tuyếp 2 phụ nữ có thai dùng insulin là vì nếu ở phụ nữ có thai khi dùng thuộc hạ có máu được hạ từ lúc có máu đường uống thì rất dễ xảy ra các tác dụng phụ của tóc tình trong bệnh nhân kể cả thai nhi nên người ta phải dùng insulin. Nhưng mà khi dùng insulin ở phụ nữ có thai thì chắc chắn phải dùng insulin như kém phải nói rồi phải dùng insulin người tức là insulin thụ phân như thế này. Chỉ định thứ tư đó là đái tháo đường tuyếp 2 mà không đáp ứng với các điều trị khác, đó là gì? Nhưng bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 mà dùng thuốc hạ máu đường uống không đáp ứng hay bị lờ thuộc các cộng một số tỷ trong chỉ định đúng không ạ, thì trong trường hợp đó chúng ta phải chỉ định dùng insulin như vậy. Và chỉ định thứ năm đó là đái tháo đường tuyếp 2 có những biến chứng nặng nề như thôi thì nói đấy, bình thường đái tháo đường, tim mạch đái tháo đường, ban chứng đái tháo đường đúng không ạ, trong trường hợp đó chúng ta chỉ định insulin. Có một chỉ định thứ sáu chưa đưa vào chính thức nhưng nó sử dụng khá rộng rãi trên lâm sàng, đó là trong những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 mà có thông thường chứ có biến chứng nặng nề những đường máu khá cao. Và như đầu bài thầy nói mục tiêu là gì? Đưa đường máu về các sở lý tưởng các sở nhất các có thể. Nên trong trường hợp đó người ta vẫn chỉ định dùng insulin để làm gì? Để đưa đường máu về sớm nhất có thể ổn định cho bệnh nhân. Và sau cái điều ổn định xong thì người bạn phải chuyển qua thuốc hạ máu đường uống. Cái này nào? Thì đó là chỉ định của insulin. Nào, thầy đi vào cái phần tiếp theo, phần thứ bảy chậm chỉ định. Phần này thì nó liên quan rất nhiều cái một điểm rất quan trọng thôi. Đó là khi các em tiêm insulin cho bệnh nhân, nhớ cho thầy không được trộn lẫn insulin của hai hay nhiều hạt khác nhau, trộn lẫn một lần để tiêm cho bệnh nhân. Vì các em làm như vậy sẽ tương tác thuộc cái đạo độc tật cho bệnh nhân. Thầy nói như thế này để như này, dù những bệnh nhân đang dùng insulin của hạt A, nó còn tí cho thầy thuộc rồi. Kém nào bệnh nhân ra ngoài tiền mua insulin hạt A có, hoặc là gì, có của hạt B rẻ mua vào tiền của trời. Kém nào rút của hạt A có hòa in thêm hạt B để tiêm vào, hay là kém tiêm cho bệnh viện, kém insulin của hạt A đấy còn một ít nào kém lại ra thì hết cái tiêm vừa mới có lời mới, có lời A có lời B thì là kém tồn lần rút của lời A để qua thêm của B nữa. Khi tồn lần của nhóm như vậy thì cái biểu đồ insulin thì nó là nhau chứ nó khác nhau về của cả hạt thì nó khác nhau về gì kém về thành phần tả dược tế bào đúng đấy. Nên khi cái thằng cả thành phần tả dược cả cái tế bào hoặc chất vậy nó sẽ tương tác với nhau khi trộn lẫn nó gây ra độc tính cho bệnh nhân. Nên nhớ cho thầy đó là không được trộn lẫn insulin của cả hạt khác nhau để tiêm cùng một lần cho bệnh nhân. Vì sao thầy nhận bằng ý đó? Vì không được trộn lẫn tiêm một lần cho bệnh nhân, còn trên một bệnh nhân có thể tiêm insulin nhiều hạt khác nhau được. Nhưng mà các em tiêm đời ra, đối với buổi sáng các em tiêm hạt A, chiều tiêm hạt B, tối tiêm hạt C đều được cả. Tuyệt đối không được trộn lẫn để tiêm một lần thôi, nhớ thầy đó thôi. Vấn đề thứ 8 của insulin đó là tác dụng không mong muốn của insulin.
đây là một cái vấn đề mà nó liên quan trực tiếp đối với các em, đối với bệnh nhân, vì chính các em tiêm cho bệnh nhân và các em giáo dục cho bệnh nhân. Một trong những tác dụng không muốn nặng nề nhất đó là hôn mê hạ đường máu, do hạ đường máu. Đó, bệnh nhân nào cái biết rồi, tăng đường máu có thể chưa chắc là chết, nhưng hạ đường máu mà không xử trí có thể tử vong, đúng không em? Nên một bệnh nhân khi tiêm insulin thì các em phải giáo dục hạ đường máu cho bệnh nhân và người thân bệnh nhân. Nào, đối với nó, hạ đường máu có thể do gì? Dùng liều cao lần đầu chưa một liều thì phải thăm dò hợp lý, ăn uống không hợp lý, đối sống không hợp lý, dịch bệnh lý tâm trọng thì nguy cơ là cao, phải chưa bạn? Vì vậy, khi tiêm cho bệnh nhân luôn luôn dặn bệnh nhân cao độ tiêm nhỏ nhất, thì đầu tiên là gì? Ăn mới được tiêm, không ăn thì không được tiêm insulin. Như vậy, vì không ăn thì tiêm insulin thì bệnh nhân có thể hạ đường máu. Nhưng mà cái một ngắn như vậy thì bệnh nhân nó chưa tiêm được, nó khỏe, bạn ơi, phải tiêm cho khỏe, đúng không? Cái phải bỏ tiêm gì thì bỏ được, nó là gì? Nếu không tiêm thì mình càng ngày càng nặng nề thêm, nó nguy hiểm cho cô bạn cũng gì đấy. Nên vì vậy, ăn cũng phải có công việc mà ăn để tiêm vô. Như thế này, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, nhà bệnh nhân cũng như người thân bệnh nhân trong nhà luôn luôn để sẵn đường. Đường hay là bánh ngọt hay kẹo hay này nóng vâng. Nghe có phải tức cười bệnh nhân đẩy đường, vì sao đẩy đường? Để đồ ngọt. Rất quan trọng cái này để sơ cứu bệnh nhân. Các em biết rồi, bệnh nhân đẩy đường rất dễ bị hạ đường máu khi tiêm, đặc biệt tiêm insulin. Mà cái đoàn bệnh nhân mà còn triệu chứng hạ đường máu, bệnh nhân biết vã mồ hôi luôn, miệng tay chân luôn, mà đoàn mà em dặn bệnh nhân về vô đúng bệnh mà bắt đồ cơm đồ chảo đồ canh gì để thì bệnh nhân cô đọng mà chết luôn, đúng không? Trong trường hợp đó em hướng dẫn bệnh nhân là gì? Ăn cái bình ngọt hay là ăn cái kẹo hay là gì, khỏi lý đường thực đồng hay là ăn cái đường phèn đường bột như vậy. Ăn như vậy nó tốt cho đường được không? Không tốt, nhưng nó cũng sống và sớt của được bệnh nhân thời điểm đó. Cũng như người thân bệnh nhân nhận là gì trong trường hợp đó, đừng có đem tới bệnh viện lên đây mà vừa đem vừa sớt của bệnh nhân vừa đưa tới bệnh viện. Vì sao? Vì đôi lúc có những cơ sở y tế nằm xa bệnh nhân đi cả thể đồng hồ, mà cái việc đó đi trên đường càng hạt đôi mẫu nó càng ít hôn mê, nó gây gì? Gây chết chặt nơ rong tạo, nó càng ít dí tỉnh sau khi mà điều trị xong hạ đường máu càng nặng lên, tuổi thọ bệnh nhân càng giảm được, thì chúng ta phải lưu ý đó là đấy chứ bạn. Ở Việt Nam chúng ta chưa có cái bảng hiệu cho bệnh nhân, nhưng ở các nước phát triển trên thế giới, các em nhìn ở cái slide dựa vào bên đấy là một bệnh nhân đã được đưa vào cái tiêm insulin thì luôn luôn có một cái bảng hiệu giống như cái bảng tên các em vậy. Nên là ở đây này, và đây là cái mặt trước, còn cái mặt sau là họ tên bệnh nhân và số điện thoại hay những vấn đề cho là bác sĩ điều trị cái giáo đình này đúng không ạ? Còn cái mặt trước hay tạm dịch nó là gì? Trong trường hợp tôi là một bệnh nhân đại đường đang sử dụng insulin đúng không? Nếu mà có vấn đề gì đấy thì cho tôi ăn uống đường cái ăn kẹo ngọt cũng vẫn được kèm vào đứa tại cơ sở cấp cứu này nọ. Thế đây là gì? Để lỡ bệnh nhân đi ra ngoài cộng đồng lỡ có hôn mê đi đường thì ít nhất người ta biết à bệnh nhân có thể bị hạ đường ngọt ở trên bệnh nhân ta. Nguy cơ rất là cao là vì như vậy. Thế được chưa? Cái đó là tác dụng không một thứ nhất. Cái nhóm tác dụng không mong muốn thứ hai mà dùng một thời gian rất hay gặp trên sàn là diễn ra tại tổ tiêm, thứ hai là dùng lọ dược mở teo phải đặt em gì nên ăn một cái trái đấy là lọ dược mở teo đấy, thứ ba anh gì đề kháng insulin tức là sự thay đổi điều tiết ở tác dụng, tất cả những tác dụng phụ này có thể xảy ra sớm hay muộn cái nào, và mục đích làm sao mình giảm thiểu đi những tác dụng phụ này và khả ít nặng nề hơn thì nhớ rất hay trên mặt sàn đặc biệt của các em khi tiêm insulin cho bệnh nhân và hướng dẫn tiêm insulin cho bệnh nhân nhớ các thầy ba nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó là tiêm insulin dùng vùng tác dụng nhiều nhất cho tới vùng tác dụng ít nhất, đi một vòng như vậy và quay trở lại tới đâu. Vùng tác dụng insulin nhiều nhất đó là gì? Nhìn trên slide bên đây, đầu tiên là vùng quanh đầu. Vùng thứ hai đó là hai cánh tay. Vùng thứ ba là hai đùi và vùng thứ tư là hai mông. Đi một vòng như vậy hết quay trở lại vòng lại tới đâu. Cái đó đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là nếu tiêm insulin trong cùng một vùng thì cách tiêm như nào? Có rất nhiều tài liệu và có rất nhiều cách tiêm có thể theo hình chữ A, hình dích dắt, hình dọc, hình ngang qua. Nhưng mà đến lúc xa và kinh nghiệm lúc xa và đến thực tế lúc xa thì và hiệu quả nhất thì người ta thấy rằng là về dễ nhớ nhất đó là tiêm insulin theo chiều kim đồng hồ. Nó giống như quả trồng quả tính của chúng ta vậy. Nên đó là cái cách cái mà thuần tiện và dễ nhớ và dễ thực hiện nhất, dễ hiểu nhất và đạt được cho bệnh nhân nhất. Nên thay chi giới thiệu thì nguyên tắc thứ hai là như vậy thôi. Tức là gì? Nguyên tắc thứ hai là trong cùng một vùng thì tiêm theo chiều kim đồng hồ. Các em nhìn thấy cái hình ở trên slide bên đấy, thầy chị các đấy là tiêm theo chiều kim đồng hồ. Đó là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba đó là không tiêm mũi
tiêm mũi thứ hai, cắt mũi thứ nhất về lý thuyết là 3,7 cm, nhưng thực tế thì lâm sàng cho được 3,5 tới 4 cm đúng vùng đó, thậm chí là từ 3 tới 4 cm nằm trong vòng đỏ kem này. Thế nào thì tốt nhất là từ 3,5 tới 4 cm để làm gì, tránh đi tình trạng là gì kém, thay đổi điều tiết rồi đề kháng là loạn dược mở vì như vậy kém này. Thế đó nhớ thầy với các thứ ba là gì, mũi thứ hai cắt mũi thứ nhất và lãnh đạo khoảng 3,5 tới 4 cm. Thế đây nó là ba nguyên tắc để làm hạn chế độ đau, nhưng tạm dùng không mong một thuốc là lãnh đạo khi tiêm insulin cho bệnh nhân là như vậy. Đó là phần thứ 8, tạm dùng không mong một thuốc. Phần thứ 9 của insulin đó là về tương tác thuốc. Tương tác thuốc cái này có trong giáo trình rồi, kèm từ đó giúp cho thầy để giải. Và thì đi vào phần tiếp theo là phần 10, phần giải phẫu. À, qua phần giải phẫu này rất là hay. Các em thấy thế này, trước hết thầy nói về sơ đồ dựa đạo. Các em thấy nắm cái biểu đồ ở giữa là nắm loại insulin đấy. Các em thấy đầu tiên biểu đồ đầu tiên là màu xanh lục biển đấy, đó là insulin tác dụng mau hay cực nhanh. Các em thấy cái biểu đồ tác dụng rất nhanh rồi, để điều chỉnh cho những trường hợp mà cần điều chỉnh biểu đạt đường được cao hay là từ những con sơ. Biểu đồ thứ hai là màu đỏ đấy, đó là insulin tác dụng nhanh. Biểu đồ thứ ba là màu xanh là cái tác dụng trung bình. Biểu đồ thứ tư là màu vàng, đó là insulin tác dụng chậm. Và biểu đồ cuối cùng đó là insulin hỗn hợp. Ví dụ như 30-70 tức là 30% nhanh 70% chậm, thì cái này 30% nhanh như vậy là nó làm gì cái? Nó điều chỉnh đường máu cho bệnh nhân. Cái này à, còn 70% chậm thì nó duy trì đường máu bệnh nhân ổn định lại. Thì đó là nắm cái loại tác dụng mà phân chia theo dụng học như đầu bài thầy giải thích cho các em vậy. Thứ hai là về chế phẩm. Hiện nay trên thị trường Việt Nam chúng ta có 3 loại chế phẩm chính. Chế phẩm thứ nhất đó là dạng bột tiêm. Dạng này thì quá sớm rồi, các em chỉ cần bằng 10 đơn vị ngàn ngát số 10 và tiêm cho mình nhắn thôi. Rất tiền nhưng một dược liệu quan trọng cực kỳ đắt, sau đó là lọ. Đúng nghe, một bột tiêm này với giá thành như vậy tiêm được trong 10 ngày, một lọ với giá thành như vậy tiêm có thể được khá được, ngay cả nhà con, người đây bạn. Về dạng lọ thì có hai dạng lọ, đó là loại thuốc hàm lượng 40 và loại thứ hai là hàm lượng 100. 40 100 có nghĩa là gì? 40 tức là 40 đơn vị trong 1 ml, còn 100 có nghĩa là gì? 100 đơn vị trong 1 ml. Và chính cái điểm này lưu ý cho thầy, bệnh nhân dẫn tỷ không cao đâu. Để thầy này, cái việc bệnh nhân không biết bao nhiêu đơn vị đâu, bệnh nhân chỉ biết đụng đáng như vậy thôi. Một cái vật tiêm insulin, ở đây có này, à, để thầy quay trở lại đây. À, đây, cái gì trên slide hình đây, đây. Một cái bơm tiêm insulin các em thấy không? Thì có một cái bơm này là 1 ml đây, nó có 10 vật, các em nhìn thấy đấy, có 10 vật insulin, 10 vật như vậy. Thì đối một vật như vậy đồng nghĩa với gì các em? 0,1 ml. Nhớ thấy chưa? Thì đối với loại 40 đơn vị, khi thay lấy dụ đề khi rút hai vật thì đồng nghĩa là mấy cái? 8 đơn vị insulin. Nhưng mà loại 100 đơn vị trên cái lò có ghi số 100 á, thì 100 đơn vị thì khi rút hai vật thì đồng nghĩa là gì các? 20 đơn vị insulin. Nên tiêm giữa 8 đơn vị và 2 đơn vị đặt khác nhau một tên một vực, đúng không? Bệnh nhân rất dễ hạ đường máu. Nên các em nhớ cho thầy phải hướng dẫn bệnh nhân là gì? Đừng có kêu đơn vị mà dạng này, cố này, bác này. Về là bạn, nếu bạn nhìn cái lò có thể số 40 thì đụng ngang chân đi này. Rồi nếu thấy số 100 thì đụng ngang chân đây này. Các em hiểu không? Các em phải kiểu vượt như bài để hướng dẫn cái bệnh nhân để giảm cái nguy cơ phải được bảo đây. Một việc lưu ý được trong chế phẩm mà thầy lưu ý cả em nhận bệnh nhân và ít nhất là em kiểm tra thuộc từ khi tiêm cho bệnh nhân. Thì các em để ý, insulin phải được bảo quản mát ở ngăn mát của tủ lạnh, tức là nhiệt độ mát đấy. Đó, cái biểu này nên khi cầm lọ insulin đừng bao giờ cầm cái lọ, cầm cái vỏ mà quan sát. Khi mua insulin thì đừng bao hay là cầm insulin đừng bao giờ cầm cái vỏ mà đánh giá insulin được bảo quản được hay không, mà phải rút cái lọ ở trong vỏ ra, kén rơ cái lọ mát thì ít nhất người ta đã có bảo quản. Còn cái em cầm cái vỏ mà mát nhưng có cầm cái lọ là gì, hắn mát chứng tỏ người ta mới bỏ là đồng nghĩa vấn đề gì kém, đồng nghĩa là người ta quản đó, người ta quản lý cái thuốc và gì tự giữ đó, nên đó trừ cái thuốc nó không hợp lý, không đúng theo yêu cầu, mà không đúng theo yêu cầu thì đồng nghĩa là gì, không hiệu quả điều trị hay là làm mất hiệu quả điều trị. Thì đó là toàn bộ về cái insulin mà thầy giải thích cho các anh nào, thầy giải thích cho các em.
bây giờ đi vào cuộc hạ gọi là cuộc bảo đường quốc. Nhưng đầu bài thì nói phần này các em về từ đó và các em phải đọc hết nào. Nhưng mà trong đó lưu ý các em đọc kỹ cho thầy cái phần này, đó là thuốc tăng nhảy cảm tế bào đứt và insulin, mà đó là chính là gì, dẫn số con mùa bi quân đứt mà chúng ta dùng trên ông sàng metformin. Cái nào thì nó có đầy đủ dược động vật liều dùng rồi cứ chế tạo điều gì nó có đầy đủ hết đấy. Cái này đây trong cái cơ thể đặc dụng thì còn một điểm rất là lưu ý, đó là tác dụng từ tư đó là gì, nó làm tăng tác dụng insulin do tăng liên kết receptor. Chính cái điểm này nên trên ông sàng bây giờ người ta không phân biệt là điều trị insulin tiêm hay điều trị thuốc uống riêng. Trong những trường hợp gì có sự đề kháng insulin thì đương nhiên người ta dùng insulin rồi, nhưng người ta có thể phối hợp với gì cả cái cỡ nào metformin này. Vì sao? Vì metformin nó làm tăng tác dụng insulin do tăng liên kết receptor, giảm đi tình trạng đề kháng thuốc này, đúng không? Thầy lấy ví dụ như vậy và các em về đọc thêm cái hiểu là thì nó là toàn bộ cái chuyên đề thứ hai về gì, về thuốc hạ đường máu mà thầy đã trình bày cho các em. Bây giờ thầy để là thời gian còn lại khoảng 5 đến 10 phút cho các em cần hỏi về vấn đề gì hay vấn đề gì chưa hiểu cần hỏi để giải quyết thì thầy sẽ đáp nào cho các em. Rồi mời các em đi. Hoặc là nói nhắn của em là em có ai mãi thì có.